Theo kết quả thử nghiệm, các bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau khi sử dụng thuốc thì tài lượng virus giảm rõ rệt chỉ sau 5 ngày điều trị. Thuốc Monopiravir thí điểm điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng, điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly điều trị và tại nhà. Mục tiêu là để bệnh nhân được tiếp cận thuốc an toàn, hiệu quả và nhanh chóng.